Xin chào tất cả các bạn, mình là Nghĩa, chuyên viên tư vấn và chăm sóc sức khỏe của siêu vét. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái đặc điểm của chó săn voi thuần chủng. Chó săn voi thuần chủng sẽ có những đặc điểm gì? Đầu tiên, khi mọi người nhìn vào ngoại hình của cú này, đây là một dòng chó có thân hình cân đối khỏe mạnh. Rất là đẹp luôn. Bộ lông của săn voi thì nó có một màu trắng muốt, đấy nó gọi là chó tuyết, đấy, chó tuyết săn voi. Dòng chó này thì nó phải có bộ lông dày hai lớp mọi người nhá. Các bé nào mọi người nuôi mà nhìn thấy các bé mà bộ lông một lớp mỏng tan ra ấy, thì nó là chó săn voi lai, nó không phải săn voi thuần đâu. Săn voi thuần chủng nó phải có bộ lông dày hai lớp như anh em của mình này, lông này cực kỳ dày luôn. Đó. Con chó này nó xuất xứ từ vùng khí hậu lạnh Siberia nên cái lớp lông ở trong của nó ấy rất là dày, đấy, và mềm để giữ ấm cho cơ thể. Còn lớp lông bên ngoài ấy nó sẽ dài và cứng hơn. Về phần đầu của cún thì mọi người sẽ nhìn thấy này, cái đầu của cún là nó đầu vừa phải, đấy, đầu vừa phải so với thân hình. Mõm thì dài, đây là dòng chó mõm dài mọi người nhá. Mũi đen này, mắt đen này, tay thì tay phải dựng, đấy, tay dựng phải lên như thế này. Đó. Còn về phần đuôi, đuôi của săn voi nó sẽ cong lên phía sau lưng mọi người nhá. Đây mà mình để nó trên bàn ấy thì nó sợ nó sẽ không cong đuôi. Tí nữa mình sẽ quay video nó chạy nhảy dưới đất ấy, thì mọi người sẽ thấy là cái đuôi nó cong vút lên trên lưng như thế này. Đó, rất là đẹp luôn. Ít nữa nó lớn lên nó trưởng thành ấy thì lông đuôi nó sẽ dài ra và nó cong lên như cái chổi ở trên lưng ấy, nhìn đẹp lắm. Đó là những cái đặc điểm của giống chó săn voi thuần chủng. Nếu có thắc mắc gì các bạn có thể comment ở dưới, mình sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn. Bye bye mọi người nhá.